chào thầy. Thầy là thầy Lộc đẹp trai phải không ạ? Thầy biết cái điều đó, cái điều đó là tất nhiên rồi các em ơi. Em thấy thầy có mở lớp dạy phụ hồ, em thì muốn vào học lớp của thầy, không biết là học phí như thế nào vậy thầy? Thầy dạy thầy có lấy đồng bạc nào của các em đâu, thầy dạy free mà các em. Dạ, hồ sơ nhập học gồm những gì vậy thầy? Làm một bộ hồ sơ giống như các em đi học lái xe đồ gì á, hay đi làm công ty á, cái bộ hồ sơ của thầy cũng như vậy. Nhưng mà không có cần sổ hộ khẩu đâu các em. Em muốn làm lớp trưởng, thầy cho em là lớp trưởng được không thầy? Mấy em này cứ đồ lớp trưởng không gì trời. Lớp phó học tập, thầy bật mí cho các em nè, thầy chỉ cho con gái làm lớp phó học tập. Lớp trưởng thì bạn nam, còn các bạn thủ vĩ á, thầy sẽ cho bởi đê nha các em. Dạ em nè thầy, em là nam chủng em 100% luôn á thầy. Thầy nhớ cho em là lớp trưởng nha thầy. À, mà khóa học của thầy kéo dài khoảng bao lâu vậy thầy? Chắc khoảng 2 tháng thôi em à. Bây giờ em đi học 12 năm em mới ra trường, còn các em học cái ngờ này thì nó chỉ có 2 tháng thôi nha các em. Dạ, tận 2 tháng hả thầy? Sao lâu quá vậy thầy? Có cách nào để em lấy bằng nhanh hơn không thầy? Hay thầy cho em mua bằng được không? Bây giờ em mua bằng rồi sau này em cất nhà đi, em làm rồi hư nhà cầu rồi ai chịu. Vậy em lấy được bằng phụ hồ của thầy rồi, nếu như sau này em không làm phụ hồ nữa thì em có làm nghề khác được không thầy? Các em cầm cái bằng này đi ra đường, gái nó bù theo các em, nó bù giống như là em là cái cục đường mà ông nó bù vào vậy, các em hiểu không? Các em có cái bằng này thì chắc chắn một điều, em sẽ có người yêu luôn. Xịn thế cơ á. Vậy thầy cho em đăng ký liền luôn thầy. Em đăng ký liền hôm nay luôn.